Hiện tại trên cửa hàng Play có một số ứng dụng chèn mã độc, chèn những cái tin nhắn rác, những cái quảng cáo vô cùng khủng khiếp, khiến cho chiếc điện thoại của mình gần như tê liệt. Khoảng nửa tháng trở lại đây, khách hàng mang điện thoại vào cửa hàng em nhờ chỉnh rất là nhiều. Việc chỉnh có khi bị gián đoạn do những chiếc máy quá yếu, khiến cho cái việc em chỉnh không thực hiện được và em phải sử dụng biện pháp là reset trắng máy của khách hàng. Một số khách hàng chấp nhận mất toàn bộ dữ liệu bên trong máy, chỉ mong được sử dụng chiếc điện thoại lại trạng thái bình thường. Đây là một trong những cái việc rất là thiệt thòi cho những cái khách hàng đang xài điện thoại, dù là điện thoại Samsung, Oppo, Xiaomi hay bất kỳ một cái hãng nào đi chăng nữa. Chẳng chỉ cần sử dụng hệ điều hành Android và vào cửa hàng CH Play. Và khi mà vào cửa hàng CH Play á, thì anh chị ở đây chọn vào cái mục ứng dụng. Trong mục ứng dụng như thế này thì anh chị chọn vào bảng xếp hạng. Anh chị sẽ thấy là ở đây nó sẽ xuất hiện những cái app như là AC Buster nè, dọn dẹp điện thoại nè, Like Clear. Đây là những cái ứng dụng vừa được đưa lên top. Mà để được đưa lên top như thế này thì chắc chắn một điều là phải bỏ tiền ra để được đẩy lên top như thế này. Thì cái Zalo, cái Facebook, cái Messenger, cái TikTok là một trong những cái mà được người dùng tải về khủng khiếp nhất. Nhưng anh chị thấy những ứng dụng này nó lại lên top đầu nó nằm, thì nó phải bỏ tiền ra để nó được lên top và dụ người dùng cài vào. Khi người dùng cài vào thì nó sẽ hiện quảng cáo lên máy, làm cho chiếc điện thoại của mình trở nên đơ lắc. Nó chiếm quyền kiểm soát của cái máy. Khi mà anh chị đang gọi điện, đang nhắn tin hay đang xem phim thì bất kể lúc nào nó cũng bật dậy, nó chạy và nó chèn quảng cáo vô rất là nhiều. Nếu như những cái chiếc điện thoại mà cái phân khúc mà anh chị mua mới 2 triệu mấy, 3 triệu mấy là chiếc điện thoại anh chị gần như đứng cứng ngắc luôn. Và em thấy một điều là khách hàng cài vô rất là nhiều. Đó, khách hàng cài vô rất là nhiều những cái ứng dụng này luôn. Những cái ứng dụng này thì cơ bản là nó chỉ có một chức năng duy nhất, đó chính là dọn dẹp bộ nhớ. Theo như quảng cáo là dọn dẹp bộ nhớ, nhưng thật sự ra thì những ứng dụng này là nó chiếm quyền kiểm soát của bộ nhớ, chứ không phải là nó dọn dẹp bộ nhớ. Smart Booster nè, anh chị nếu mà cài những ứng dụng này vào thì coi như xong luôn. Và mấy bữa nay ứng dụng AirPods, rất là nhiều người cài những ứng dụng này vào trong máy. Anh chị thấy những ứng dụng như Messenger, Facebook mà bây giờ phải nhảy xuống top 16, top 17, thì đây là một điều rất là thiệt thòi. Mà trong khi những cái ứng dụng như thế này thì lại nhảy lên top đầu. Nếu như mà anh chị cài một ứng dụng Knock Clear này vào mà xài không khéo, Knock Clear này sẽ yêu cầu hoặc là hiện ra đề xuất để anh chị cài thêm những cái app này vào. Nếu như mà ai lỡ cài ứng dụng số 11 này nè, AirPods nè, rồi ứng dụng số 9 Smart Booster, ứng dụng Like Clear, mấy hôm nay là em gặp là cài vô số những cái app này luôn. Đây, ứng dụng có cái chổi quét rác là dọn dẹp điện thoại, AirPods. Anh chị nên gỡ hoàn toàn ra khỏi chiếc điện thoại của mình, sau đó anh chị tiến hành tắt máy khởi động lại. Nếu như ở ngoài cái danh mục điện thoại như thế này anh chị không thấy nó nằm ở đâu, thì mình tiến hành cách nhanh nhất là mình vào trong mục cài đặt. Mình chọn vào trong cái mục là ứng dụng. Lúc này bên trong đây mình cứ vuốt từ từ, mình vuốt từ từ, mình xem cái ứng dụng nào khả nghi. Nếu như ứng dụng đấy không sử dụng thì bấm vào và bấm gỡ cài đặt nó đi, bấm OK. Cách này sẽ giúp cho anh chị giải phóng được cái sự quảng cáo phiền tối, cũng như là những cái ứng dụng này chiếm quyền kiểm soát cái thiết bị của mình và mình không tài nào sử dụng được. Và em sẽ cho anh chị nhìn kỹ một lần nữa. Những cái ứng dụng này là những cái ứng dụng vô cùng độc hại,
không nên cài vào chiếc điện thoại của mình. Đầu tiên thì nếu như mà ai đang cài cái ứng dụng AirPods này nè, là mình xóa đi, đây là ứng dụng số 1. Tiếp theo ứng dụng số 2 là ứng dụng dọn dẹp điện thoại có cái hình cây chổi nè. Cái thứ ba là ứng dụng nằm ở top 5, Light Clear, hình cây chổi màu trắng, cái trên là màu xanh. Đó, cái thứ ba là Smart Booster. Tất cả những cái này anh chị phải gỡ bỏ. Và cái ứng dụng kinh hồn khủng khiếp nhất đó chính là ứng dụng AirPods. Đây là một trong những cái ứng dụng mà nó quảng cáo kinh hồn. Em phải mất rất là nhiều thời gian để gỡ những cái ứng dụng này ra cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng những cái điện thoại cấu hình quá thấp, những chiếc điện thoại quá rẻ tiền. Khi mà nó hiện lên quảng cáo, nó chiếm quyền kiểm soát thì nó làm đơ chiếc máy luôn. Nắp clear anh chị cũng không nên cài vào, ứng dụng này chả hay ho gì. IC Clear Bot. Đây, đây là những cái ứng dụng tào lao nhất mà người dùng nên xóa bỏ khỏi chiếc điện thoại. Đây, diệt virus tăng tốc điện thoại. Nếu như anh chị nào mà đang sử dụng những cái app như là Wi-Fi Map, rồi Wi-Fi Master, rồi quét mã vạch, vân vân, em nói anh chị thế nào 100% cũng bị dụ cài những cái app này vào. Em dám cá và em dám khẳng định với anh chị 100% luôn. Dám khẳng định với anh chị 100% luôn. Ngoài ra thì còn có một số cái app nữa, nó có thể kèm quảng cáo và dụ anh chị cài những cái app này vào, như là những cái app nhiệt cưới, rồi đo nhiệt độ, rồi map, rồi định vị số điện thoại, định vị bản đồ, vân vân, nói chung rất là nhiều. Thì thật sự á, trên điện thoại Android có vô số cái hay, nhưng mà có cái phiền là nó quảng cáo không kiểm soát được. Trên iPhone á, nếu như mà anh chị thấy trên iPhone không bao giờ mà anh chị đang sử dụng mà những cái app này nó được hiện quảng cáo lên, iPhone nó chặn hết. Đấy là một cái điều đặc biệt mà người dùng iPhone luôn trung thành. Bởi vì sao? Nếu như người dùng iPhone mà đang sử dụng iPhone qua Samsung không biết cài những cái ứng dụng này vào là tự nhiên chán luôn. Thật sự là tại vì mình không biết sử dụng, hoặc là mình sử dụng không đúng cách. Đây là cái chính sách mở. Đồng thời nó có cái lợi nhưng đồng thời nó cũng có cái hại. Nên là cái hệ điều hành Android nó chính là như thế. Nó không giống như hệ điều hành mã đóng trên iOS. Tất cả đều qua sự kiểm duyệt rất là gắt gao của Apple. Còn trên Android thì khác, rất là dễ dàng để đưa những cái ứng dụng rác vào trong cái cửa hàng Play, kèm với đó là nằm trên top luôn để dụ anh chị cài vào. Nắp Security, đây là những cái ứng dụng và anh chị không cần phải cài vào máy. Smart Booster nè, Kép Booster, những ứng dụng này các nhà phát triển sản xuất hàng loạt, lập trình nên hàng loạt, chèn quảng cáo vô để moi tiền khách hàng. Đây, dọn dẹp điện thoại rất là nhiều luôn. Khi mà anh chị cài vô nó hiện lên quảng cáo nào là Lazada, Shopee, Tiki, rồi túi bụi luôn, rất là nhiều những cái app nó quảng cáo rất là nhiều thứ. Rồi nào là Momo, rồi ăn vặt, rồi sắm đồ khuyến mãi, rồi tiền ảo, em nói anh chị rất là nhiều thứ. Video này em giải thích rất là rõ ràng như thế, nên là anh chị nhìn những cái ứng dụng này là anh chị gỡ ra, trình dọn dẹp thông minh gỡ ra. Rồi những cái ứng dụng mà anh chị không xài, ít xài nè, dọn dẹp điện thoại gỡ ra, gỡ bỏ những ứng dụng này. Bàn phím nè, mấy cái bàn phím phay phay mới gì nè, bỏ ra. Rồi ứng dụng Kép Booster, Mát Booster nè, xóa hết cho em. Nắp Security, rồi Wi-Fi Smarter, mấy cái này nè, diệt virus đồ này, anh chị xóa bỏ hết. IC Clear, nắp clear, bỏ hết. AirPods, rồi Smart Booster, những cái nè có dấu hình giống như là tên lửa vậy, rồi cây chổi đó, là anh chị xóa hết. Cứ cái nào giống tên lửa, cây chổi, xóa hết cho em. Tên lửa, cây chổi, khỏi. Đối với em là em nhìn và em khỏi cần đọc luôn, em nhìn cái biểu tượng là em biết ứng dụng rác rồi. Đấy, thì đây là một trong những cái chia sẻ rất là hữu ích. Nếu như anh chị nào không tin á, thì anh chị cứ đợi đấy, thì anh chị càng ngày anh chị chỉ càng thấy phiền thôi. Còn nếu như mà anh chị tin tưởng
vào cái khả năng của em cũng như là những cái chia sẻ của em, thì anh chị cứ làm theo lời em. Sau đó tắt máy mở lại cái là chiếc máy anh chị trở về trạng thái mình bình thường và sử dụng rất là mượt. Còn một cái nữa, nếu mà anh chị muốn dọn dẹp bộ nhớ, muốn quét rác điện thoại vân vân, thì anh chị chỉ cần nhấn giữ ngoài màn hình chính, anh chị chọn vào trong cái dòng widget. Đây là đối với cái chiếc điện thoại Samsung đó, thì ở ngoài màn hình chờ nè, anh chị nhấn giữ nè, anh chị chọn widget nè. Thì trong widget anh chị thấy ở đây nó có cái dòng chăm sóc thiết bị. Trên Android 11 á thì nó sẽ có những cái ô vuông như thế này, nhưng mà anh chị vẫn tìm vào cái mục là chăm sóc thiết bị luôn, anh chị bấm vô. Sau đó anh chị bấm vào chăm sóc thiết bị, anh chị nhấn giữ lâu nó ra. Đó, anh chị bấm vô đây là nó tăng tốc thôi, rất là đơn giản. Còn nếu như mà điện thoại là điện thoại Android khác, anh chị muốn dọn dẹp sâu á thì anh chị cứ vào cửa hàng CH Play. Rồi anh chị chọn cái chữ file của Google. File. Rồi anh chị gõ chữ Google nữa. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái chữ gọi là file Google, mình chọn vào đây. Rồi mình bấm cài đặt. Sau khi file của Google cài đặt, anh chị mở nó lên và anh chị tận hưởng cái khả năng mà quét rác của cái file Google. Mình mở lên nè. Bấm tiếp tục. Bấm cho phép. Khi nó ra cho cái chỗ truy cập tất cả file thì mình phải bấm vô cái chữ file của Google ở đây. Mình bấm cho phép. Bấm trở về. Lúc này thì anh chị thấy ở đây nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Thì ở đây mình bấm qua bên cái chữ dọn dẹp, ở đây có cái hai cái 4 sao ở đây nè, nhỏ đây nè. Dưới cùng bên tay trái có chữ dọn dẹp. Mình bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ đề xuất xóa rất là nhiều, rồi dọn dẹp nè, vân vân. Đó, anh chị thấy cái chỗ này anh chị nhìn nó quét không có gì để nó làm hết. Ở đây nó sẽ đề xuất anh chị dọn dẹp, anh chị ok. Rồi giải phóng thêm dung lượng thì tìm ứng dụng. Ở đây nó bấm tiếp tục. Rồi mình đã cho phép file của Google một lần nữa. Đây file của Google. Bấm vô. Không có ứng dụng nào hết. Khi mà anh chị bấm vào những cái cấp phép như thế thì ở đây tệp gác nó sẽ xuất hiện ở đây. Ở đây nó sẽ xuất hiện tập gác, anh chị chỉ cần bấm vào đây và bấm xóa, thế là xong. Đó. Thì đây là một trong những cái cách mà dọn rác nếu như không sử dụng điện thoại Samsung mà anh chị xài bất kỳ một cái điện thoại Android của hãng khác, thì cái cách mà em chỉ anh chị nhanh nhất đó là tải cái file của Google vào. Đây là một trong những cái chương trình quản lý file Google tự phát triển giúp dọn dẹp bất kỳ một cái chiếc điện thoại Android nào đang chạy hệ điều hành Android. Đó, thì đây là một trong những cái ứng dụng rất là thông minh. Em thấy nó rất là hữu ích, rất là khả dụng nên em chia sẻ cho mọi người đều biết. Và nếu như anh chị nào thấy hay thì anh chị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em ra nhiều video bổ ích hơn. Video đến đây là kết thúc. Chúc tất cả các khán giả đang xem YouTube dồi dào sức khỏe, luôn thành công. Em xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.